Xin là chào các bác. Hôm nay chiều uống rượu say quá, nhưng mà vẫn phải qua, cố gắng qua ông anh một tí là anh Quỳnh. Các bác nhìn thấy cái không gian mà của vườn anh Tân cũ ngày xưa ấy, thì bây giờ cái đất này này là anh Quỳnh mở vườn và lấy tên vườn là vườn cảnh Minh Đức. Minh Đức là tên con các bác nhá. Thì đây có cả số điện thoại của anh Quỳnh và cái địa chỉ đây là cái vườn cũ của anh Tân nhé, vườn cũ mà anh Tân thuê ấy, bây giờ trả lại đất và anh Quỳnh sử dụng cái chỗ này. Để xin phép vào là xem anh Quỳnh có những cây gì và anh em cũng biết tên cũng như là mặt cũng như là những cái cây của anh đang có và có thể là giao lưu các bác nhé. Và xin phép vào, em hôm nay em hơi uống hơi nhiều tí thì có cái gì mà nói nó hơi quá thì các bác thông cảm nhá. Bây giờ đi vào đi. Xem các bác cái bài trí thì cảm giác lúc đầu nó rộng rãi, nó thoáng hơn cái lúc mà anh Tân đi làm. Đây. Chào anh nhá. đây anh Quỳnh đây. Anh đang làm ngửa mặt lên. Đây rồi, nhìn thấy rồi. Có địa chỉ và có số điện thoại rồi. Thì nhiều lúc là có thể là anh em ở xa gần alo anh muộn hoặc là làm phiền tí anh thông cảm nhá. Đấy. Anh em nào thiện chí hoặc là rất đam mê thì alo anh và qua giao lưu cho vui. Đấy. Anh đang làm cái cây xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền. Cây siêu. Cây này anh đang tính làm như nào anh? Cái này thì cũng do phôi là cũng nó là phôi cấp rất hơi thấp thì mình cứ nuôi vậy thôi, nuôi vậy. Thì rất thường nó là một cái cây siêu rồi đấy, khá mềm mại, thân cũng khá mềm mại. Vâng. Anh cũng phải nuôi hơi lâu đấy. Thấy cơ lâu. Bản là cái phôi là cái thân cốt là có rồi. Bây giờ mình dựng lên thôi. Đó. Đang nuôi chế độ thùng xốp. Đấy. Đang làm nó côn lại chút. Làm côn lại chút để nuôi tiếp. Đấy. Người cũng làm cây khá lâu năm ở cái làng Vạn Phúc các bạn nhé, anh Quỳnh. Nếu anh em nào trước đây có xem cái chỗ địa chỉ mà vườn anh Tân anh trước anh thuê ấy, thì bây giờ ra đây đấy, vẫn cái không gian ở chỗ này này, nhưng bây giờ cảm giác nó rộng rãi hơn chút đấy. Anh cũng bày trí lại cái những cái giá và những cái không gian nó rộng thoáng hơn trước đây so với anh Tân anh ở chỗ này. Nếu cây nào mà em hỏi mà nó có giá giao lưu anh em thì anh cứ sơ bộ nhé. Anh em nào nếu mà thích thì ra và mình chuyện. Cũng mới mới lên này là cũng rất là kính nghị đấy. Vâng. Đến với mình cũng đều được. Đúng rồi. Thế gọi là giá rất yêu thương anh nhé. Vâng. Giá rất yêu thương luôn đó. Chắc. Con này thân cốt sau nó biến rất hay ấy. Không đơn giản nữa. Nó khá mềm mại. Dạ. Khá mềm mại. Những cây, toàn bộ những cây ở đây đều có thể giao lưu hết đúng không anh? À, đều giao lưu tất cả. À. Ví dụ như cái cây này đi, thì anh em mà xa gần mà thích quan tâm thì nó sơ bộ nó giá khoảng bao nhiêu anh? À, nó trên dưới 4 triệu một chút thôi. À, giá cũng rất là. Rồi rồi. Mặc dù mình cũng đi công chọn rồi, rồi. Nuôi cũng khá khá. Đấy, thời gian nhưng mà. Đấy. Anh em là có thiện chí giao lưu. Vâng. Trên dưới 4 triệu thôi. Vâng. Đấy, sơ bộ nghe cái giá là các bác đã biết là anh Quỳnh anh ấy không có. Vâng, không có thì làm giá gì nhiều. Đấy, mà là rất chân tình. Ủng hộ anh em chơi cây. Rất là mềm mại. Các bác nghe đâu đó những cái giá nó rất là giật mình, rất là sợ đúng không? Qua đây thì yên tâm đi. Đấy. Một cây cốt cán rất là hay. Rất hay. Đấy, khi mà móc những cái chân ra thì thấy nó rất là đầy đủ. Có lẽ mình phải lôi cái dưới này ra. Vâng. Đang bị ôm vào trong. À. Ừ.
để em xin phép đi một lượt những cái cây của anh đang có, thì anh em nào thích thì ra giao lưu trực tiếp. Tránh đường thì như rằng này. Được, không sao. Đây có cái cây, ví dụ như cây này thì giao lưu bao nhiêu anh? À, như cái này à? Vâng. Thôi mình nuôi cũng rất là lâu. Vâng. Ngoài cốt của nó, cốt chậu nó rất rất lâu, lâu năm này. Vâng. Nuôi cũng chỉ có những người chơi thì mới. Vâng. Có đấy. Đây đây đây. Đấy, đấy. Nhũ nhuyễn rồi đấy. Đấy cũng là nhũ nhuyễn. Đấy. Đấy, như cái này giao với anh em là 12 triệu này. 12 triệu. Một cái cốt rất hay. Cốt đổ rất hay. Đấy. Đây, các bác có thể nhìn được cái chân bệ nó này. Đấy, rất là ở nằm chậu khá là lâu rồi. Ở dưới bể rất tơi. Vâng. Ở dưới bể rất tơi. Vâng. Một cây khá là hay ở đây. Nhìn tôi rất là thích. Rất là thích. Đây, quả này. Cây điền rất hay. Cây điền rất hay. Ở kia có em thấy có cái cây, anh gọi là cây hồng mai nhỉ? À, cây hồng mai đúng đấy, rồi. Cây, cây đó đấy, rất ít người biết rồi. Bạn mà nó rất hay. Thì hoa, màu hoa rất là tươi. Vâng. Màu sen rất tươi, rất vâng. Tươi sáng và hoa vâng. Cực kỳ bền. Và hoa cực kỳ bền. Cái lộc lá nó cũng có cái đôi chút nó đỏ đỏ nhìn rất hay. Đấy. Rất hay. Thì cây này có giao lưu không anh? À, cây này có. Và sơ bộ giá nó khoảng bao nhiêu? Sơ bộ giá cây này là 5 triệu rưỡi. À, rồi rồi. Một cây khá là hay. Khá là hay. Khá là hay. Rất hay. Bác nào chơi cây này hay. Thân cốt tốt. Hoa đẹp. Hoa đẹp. Và lá, lộc lá cũng rất hay. Tên cũng đẹp. Nói chung là tuyệt vời. Để chơi mai, chơi bonsai là rất hay. Bonsai mà có hoa nữa thì tuyệt vời rồi. Có hoa, có trái thì tuyệt vời. Cái hồng mai. Đấy. Đấy, lúc đầu em vào em thấy cây này nó lạ lạ. Em thấy rất hay. Cây này liệu nó có quả không anh? À, nó cũng có quả, quả dạng hạch. À. Quả dạng hạch giống như kiểu quả lộc vừng ấy. À rồi rồi. Giống rồi. Như kiểu quả lộc vừng. Thế hay đấy, hay. Đây các bác nhìn lá nó này. Hoa thì nó đây, hoa nó rất là hồng, rất là đẹp, màu rất là tươi. Chùm. Cái hồng mai. Đó. Rất hay. Đây, rộng bệ đây. Đấy, cây khá hay. Mà nó là một cây thuộc diện độc lạ, ít người có. Ít người có. Ít người có. Đấy. Còn rất là nhiều những cái cây ở đây thì các bác cứ trực tiếp cố gắng qua giao lưu thì hỏi là sẽ biết thôi. Giá khá là ổn. Rất là ổn. Đấy, các bác ạ. Cây xanh Nam Điền, thậm chí rất là nhiều xanh Nam Điền rồi mẫu đơn rồi sung xanh si, tùng La Hán hoa giấy rất là nhiều. Tôi xin phép tôi đi từ ngoài vào đi vì bác ấy đang làm cái cây ở trong kia. Đầu tiên chính điện là có một cây tạm gọi là cây giáng làng đi, cây xanh giáng làng đang buông rễ xuống và ôm cái cổng làng. Tôi sẽ cố gắng đi hết những cây bác ấy đang có, còn giá cả thì cũng không thể nào mà hỏi hết được. Thì các bác cố gắng ra, hoặc là alo thì có cái địa chỉ cũng như số điện thoại đấy rồi. Đó. Một cây sáng làng gắn với kiểu cảnh làng quê bến nước. Bến nước cây cầu. Chất liệu là xanh quê. Chất liệu xanh quê. Dáng làng thì xanh quê là nhất rồi các bác. Nó yên bình, nó hiền hòa. Yên bình, hiền hòa. Còn xin phép cứ để bác Quỳnh bác tự nhiên bác làm cây. Tôi chỉ tính chất giới thiệu một địa chỉ hay để các bác đến giao lưu và giá nó khá là ổn. Giá nó khá là ổn. Giá nó khá là ổn. Cây xanh Nam Điền. Đây, có một cây đa. Cây đa.
cái đá ở trên đá thấm thủy và thả nước. Đá thấm thủy thì được đục đẽo thành những cái như tiểu cảnh, và có ngôi nhà danh ở đây, ngôi nhà danh Bắc Bộ, cửa sổ đấy, liên khối với hòn đá thấm thủy này đấy, thì các bác xem hồn quê. Hôm nay thời tiết rất đẹp các bạn, sáng thì phiên chợ thì mưa lắm, nhưng mà buổi chiều thì nắng đẹp và mát trời. Cây linh xa, một cái sung chân bệ cũng khá hay, một cái sung mà chúng ta đang chờ quả thôi. Cái sung khá hay, nó khá là khó nhìn, nhưng mà bởi vì là rậm lá, nhưng mà thực tế các bác nhìn gần thì nó trực tiếp thì nó rất là hay. Cây hoa giấy. Hoa giấy. Hoa giấy. Các bác muốn biết giá thì alo nhé, bởi vì các bác cũng khá là nhiều khách trong kia đang chờ và cũng đang làm cây, không thể nào báo giá hết được. Đấy. Cây tùng La Hán. Dâm bụt Thái. Đây có cây dâm bụt Thái này. Dâm bụt Thái thác đổ rồi. Anh nhìn thấy khá là già. Nếu mà bởi bác đang vừa mới cắt tỉa này thì sau một lứa nó sẽ đều một lứa hoa rất là hay. Đều một lứa hoa. Đó. Các bạn nhé. Tôi sẽ cố gắng đi cái hàng giữa này một chút. Rất là nhiều cây các bác nhé. Một cây cũng là một cái xanh Nam Điền thác đổ đây. Tôi sẽ đi sang bên phía bên kia để quay mặt sau của cái cây hồng mai và một số cái cây ở trên này. Nhiều lắm các bạn, rất nhiều lựa chọn. Đấy, cây này là cây gì tôi cũng không biết. À, hoa hồng. À, có một cây hoa hồng rất độc đáo. Hoa hồng. Đây có lẽ là cái trang vàng rất thiên nhiên, trang vàng dáng thông rất thiên nhiên. Xanh Nam Điền. Đấy, mặt sau của cái cây hồng mai, mặt sau của cây hồng mai, một cây hoa rất là hay. Và một vừa tầm một người bê đầm tay nặng nặng chút khá là hay. Hoa tàn đây, hoa này rất thắm, màu rất thắm. Đây cánh rụng này thôi. À, mặt sau đây. Đẹp, một cái hoa rất đẹp, bonsai và có hoa. Một cái dãy đây, một cây xanh Nam Điền. Đấy, một cây nguyệt quế. Cây nguyệt quế, nhiều lắm các bác. Xin phép giới thiệu các bác một số cái cây đang có ở đây. Xanh Nam Điền.
đây cây phôi Nam Điền Thác Đổ cũng khá là giá trị đây, khá là giá trị đấy các bác, khá là giá trị. Còn phôi khá hay, phôi khá hay. Nhiều lắm các bạn, không gian như thế này nhưng mà rất là nhiều đấy. Phôi khá là nhiều, rất nhiều lựa chọn cho anh em chơi. Đây, những cái phôi điền đang nuôi này. Tường vi. Tường vi. Như con phôi trực này thì bao nhiêu anh? Phôi quá khủng luôn. Cái phôi trực ý là 7 triệu. 7 triệu. Khá hay. Đó. Ok, khá hay. Bên này chất lượng. Bên này chất lượng. Nguyệt quế rất nghệ thuật. Đây còn rất là nhiều hồng ngọc mai. Hồng ngọc mai. Thì đá được 8 năm rồi em ạ. Cây này đúng không? Làm đúng được 8 năm rồi em ạ. 8 năm. 8 năm chưa làm đá được. Mà... Cái hồng ngọc mai là bao nhiêu anh? Cái hồng ngọc mai 7 triệu. 7 triệu. Nhưng mà đấy nhìn thực tế thì nó sẽ đẹp hơn ở trong. Cố gắng nếu bác nào có điều kiện có thể tới được thì cố gắng đến trực tiếp xem. Rồi vài đuổi ra mà không biết. Chúng ta vài ngày hết. Quê. Tháng sau vài đuổi. Còn gáo lại cũng đuổi đi, đang đóng hàng cũng đuổi đi, tiền ngoài. Quả đỏ chót rồi, đang mùa hoa. Trong đấy bây giờ đông, khách thường đông, nhiều khách mà. Kia có một cây cây sam hương khá hay, sam hương, sam hương một dãy mini đây rất nhiều các bạn, cây sam hương này rất hay nhưng để khá là cao thì các bác nhìn chỉ có nhìn xa chứ. Đấy. Ok, đây sơ bộ của vườn. Quay mặt kia, quay hơi. Vâng. Cây khá hay đấy. Cây rau lưu anh em là bao nhiêu đây? Đẹp. Nếu như anh em nào thích, lên trực tiếp. Vâng, cây này nên lên xem trực tiếp. Chắc chắn giá yêu thương. Giá yêu thương rồi, tuyệt đối rồi. Không có ở đâu rẻ hơn nữa rồi. Đấy. Đấy. Nếu như mà nhìn mặt này rồi quay hơn. Vâng. Răm riếc chưa có thời gian để làm vì cũng hơi bận. Đẹp, nó là một cây đẹp, răm hương đẹp. Vừa đẹp vừa thơm. Vuốt cái là cảm đấy, nhận. Đấy. Đấy, vuốt cái cảm nhận được mùi hương. Đấy, sam hương. Cái tên nó lên tất cả. Rồi ok. Sơ bộ là đã hết một số cái cây của anh ấy. Thì anh em nào có dịp thì cố gắng ghé qua và giao lưu. Đây, địa chỉ anh Quỳnh đây. Ở số điện thoại ở kia rồi. Khu vực chợ Vạn Phúc.
cái chỗ mà anh Tân anh thuê ngày xưa. Đấy, anh em nhớ nhá. Thì ra, cố gắng ra và hỏi dưới anh Quỳnh nhá. Mấy anh em ngồi đây. Rồi, cảm ơn các bác nhá, theo dõi và cố gắng ra giao lưu được cây thì rất là vui. Xin chào các bác.